Trường Si được xây dựng như là một chuỗi studio lớn. Ngoài giờ học trên lớp thì sinh viên sử dụng studio từ 10 tiếng trên một tuần để làm bài thực tập được giao cũng như là các cuộc thi sôi nổi được tổ chức hàng năm. Và trong phần 7 hôm nay, Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức hệ thống Trường Si tại các nước, thì xin chia sẻ cho các bạn sinh viên muốn tham gia học tại Trường Si về chương trình học và học phí. Thì về năm nhất, sinh viên sẽ được học tổng quát về các kiến thức chung về các chuyên ngành như là phim hoạt hình, kỹ thuật âm thanh, thiết kế đồ họa, thiết kế web, làm phim 3D hoặc là lập trình game. Về năm thứ hai thì học sinh sẽ được lựa chọn chuyên ngành, thì chương trình đại học được lựa chọn 2 hoặc là 3 năm. Thì tổng chi phí đại học như là ở Úc thì học phí là 54.000 đô la Úc và ở London học phí là 20.000 bảng Anh. Thì học phí thì theo là học kỳ. Thì Trường Si đào tạo ở 55 thành phố tại 23 quốc gia khác nhau trên thế giới. Thì chi tiết học phí các nước, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng du học Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức hệ thống Trường Si tại Việt Nam với 3 trụ sở chính, 2 trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 tại Nha Trang. Thì hãy liên hệ nơi gần nhất với các bạn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Thì bạn có thể gọi đến số 0838484879 hoặc truy cập website tân.edu.vn. Và sau đây hãy cùng Tân Đại Dương xem qua video clip thực hành trực tiếp của các sinh viên đang học các chuyên ngành lập trình game, làm phim hoạt hình, kỹ thuật âm thanh, thiết kế hình ảnh, thiết kế web, làm phim 3D tại Học viện Si, học viện sáng tạo lớn nhất trên thế giới. Gave me the opportunity to work at Splendor in the Grass with real industry professionals. I've been here for 3 days at the festival and I've already worked on 3 different stages. Real life work experience in the industry.